Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dân ca của Ban Văn nghệ Đài truyền Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh đầy gian khổ đau thương mà rất đỗi hào hùng. Và chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, nhưng những vết thương của nó vẫn còn hiện hữu đâu đó trong thân thể của các anh chị em thương bệnh binh, vẫn hiện hữu trong ánh mắt u buồn của những gia đình có những nạn nhân của chất độc dioxin và của những người thân mà những chiến sĩ của họ, những người anh hùng, những người con, người em của họ đã nằm xuống nơi chiến trường mãi mãi không trở về. Có thể nói rằng ngày hôm nay Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhưng những nỗi đau của chiến tranh vẫn còn đó và cũng trở thành những đề tài để các nhạc sĩ, các nhà thơ viết nên những tác phẩm nghệ thuật ngợi ca những người anh hùng của dân tộc và cũng để sẻ chia những nỗi đau với những gia đình có thân nhân là thương binh liệt sĩ. Trong dịp kỷ niệm ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ năm nay, chúng tôi xin dành một chương trình như một nén tâm nhang để tưởng nhớ tới công lao của những người anh hùng đã xả thân vì nền độc lập tự do của dân tộc. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chương trình ngày hôm nay. Các anh yên nghỉ.
người trồng cây, uống bát nước ngọt nhớ người xây giếng tròn. Công ơn của những người con là thương binh liệt sĩ, tổ quốc còn mãi ghi. Được nhìn uống nghi nước ngọt mắt trong làm sao, nhờ công lao bao người thương binh liệt sĩ đã đóng góp vào mới có ngày ngày này, đất nước hòa bình thống nhất như do tự do. Biết nghĩ biết danh nghĩ là thành công ai gieo hạt, cho trái ngọt chín thơm thật ngon. Vì quê hương đi bao người máu xương chẳng tiếc đi, gian khó đâu sờn đi, son sắt ta vượt lên đi. Xây đắp đêm này tổ quốc tươi đẹp thế. Được nhìn uống nghi nước ngọt mắt trong làm sao, nhờ công lao bao người thương binh liệt sĩ đã đóng góp vào mới có ngày ngày này, đất nước hòa bình thống nhất do tự do. Cùng năm châu bốn biển đi, như những lời bác luôn nhủ khuyên, đền công ơn những người vì dân vì nước đi, ơn đáp nghĩa đền truyền thống vang vẻ vang, đất nước mạnh Thưa quý vị, thưa các bạn, chắc hẳn trong hành trang của những người lính ra chiến trận, ở trong đó luôn có những làn điệu chèo, những bài hát dân ca để xoa dịu những nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của những người lính ra chiến trận. Và đó cũng là một nguồn động lực tinh thần nâng những bước chân người chiến sĩ vượt qua biết bao gian khó, ác liệt của cuộc chiến tranh, mang về chiến thắng vinh quang cho nước nhà. Và ngày hôm nay, những làn điệu chèo, những bài hát dân ca cũng được đặt thêm những lời mới để ngợi ca chiến thắng của các anh, ngợi ca những tấm gương anh hùng của những người thương binh liệt sĩ Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục thưởng thức chương trình để lắng nghe những làn điệu dân ca thân thương mà thấm đẫm trữ tình ấy. Đời gắn bó đậm đà thủy chung đâu.
người thanh hoa nghĩ chưa đầy tuổi 20, thịt xương vội lấp khắp liệt sĩ sáng ngời trong năm.
hàng mộ bia lấp lánh ánh sao. Nhớ các anh đời mãi nghẹn ngào, ơn sâu nặng khám vào muôn già. Gửi về nơi ấy xa xôi, tấm nhang một nén đi tỏ lời tri ân đi. Sương trắng máu hồng biết đường trắng nghi màu hồng của bao chiến sĩ đã từng tuôn rơi. Cho nay tươi đẹp đất nghi trời hiền lương, nâng nhịp đôi nơi đẹp mơ tình non đi non đi sông một dài ơi non sông một dài ơi Thanh Bình ơi. Non sông một dải Thanh Bình tự do, độc lập trong lành khúc ca niềm vui. Niềm vui vui khắp mọi nhà. Niềm vui vui khắp mọi nhà, thẳm trong ánh mắt mẹ già rưng rưng, đó đây mở hội tân mừng. Đó đây mở hội tân mừng, trống rung nhạc tấu vang lên lời ca, đời nay ngọt trái thơm hoa. Đời nay ngọt trái thơm hoa, nhớ liệt sĩ thiết tha muôn lòng, sử vang tổ quốc ghi công. Các anh sống mãi trong lòng nước non, dù cho biển cả non mòn, đời đời con cháu mãi còn nhớ ơn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây chương trình dân ca của Ban Văn nghệ Đài Truyền Việt Nam xin phép được khép lại. Và một lần nữa, những người thực hiện chương trình xin được gửi một lời tri ân sâu sắc tới những thương bệnh binh, tới những gia đình, thân nhân liệt sĩ. Và chương trình ngày hôm nay đã như một nén tâm nhang để chúng ta cùng tưởng nhớ về tấm gương anh hùng của những người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.